Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Đảng Cách mạng Cộng sản Việt Nam đã lỗi thời. Chưa tới 6.000 trong số 4,5 triệu người Việt hải ngoại, hay chỉ khoảng 0,1%, tức là 1 trên 1.000 người còn muốn giữ quốc tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, công nhận Hà Nội làm đại diện cho họ và gia đình của họ. Người Việt tiếp tục bỏ nước ra đi, đảng viên Cộng sản muốn diễn biến hòa bình, dân thì nghèo, xã hội khủng hoảng, đất nước đối mặt với chiến tranh. Nếu có một cuộc trưng cầu dân ý, chắc chắn có đến 99,99% người Việt muốn thay đổi thể chế. Nhưng tại sao đến 99,99% muốn có tự do mà tình trạng chính trị Việt Nam vẫn như cũ? Trong nước, các tổ chức đấu tranh chính trị không thể hoạt động. Nhưng tại sao ở hải ngoại các đảng, chính trị, quốc gia, lực lượng tiền phong cho cách mạng Việt Nam cũng lâm vào thế bế tắc? Phải chăng mô hình và phương cách hoạt động của các đảng, cách mạng và các tổ chức xã hội chính trị đã lỗi thời? Mô hình đảng cách mạng quốc gia. Nhiều người thắc mắc tại sao cấu trúc và cách thức sinh hoạt của hầu hết các đảng cách mạng quốc gia lại rất tương tự với Đảng Cộng sản. Vừa rồi, một người bạn chuyển tôi đảng quy và đảng chế của một đảng cách mạng mới nhận xét y chang Việt Cộng. Thật dễ hiểu vì nó cùng xuất xứ từ mô hình Xô Viết, nhưng có thể ngay chính các đảng viên lãnh đạo Đảng Cách mạng Quốc gia không hề hay biết điều đó. Trở về quá khứ, vào năm 1894, Quốc dân đảng của Trung Hoa được thành lập nhưng không được các cường quốc phương Tây công nhận. Đến năm 1923 mới được Liên Xô công nhận và viện trợ. Điều rất nhiều cố vấn Liên Xô được gửi sang Trung Hoa giúp đỡ tổ chức lại các dân đảng theo quy tắc, cấu trúc và cách thức hoạt động của Đảng Cộng sản Liên Xô. Liên Xô viện trợ xây dựng học viện chính trị để đào tạo các tuyên truyền viên kỹ thuật, huy động quần chúng và xây dựng tổ chức đảng. Tưởng Giới Thạch còn được phái sang Moscow để học quân sự và chính trị. Quốc dân đảng được Tổng thống Tưởng Giới Thạch mang sang Đài Loan và sử dụng cho đến thập niên 1990 mới chuyển thành một đảng chính trị. Trong một thời gian dài từ năm 1949 đến năm 1990, Đài Loan dưới ách cai trị độc tài của Tưởng Giới Thạch và Quốc dân đảng. Giai đoạn năm 1923 đến năm 1930 lại là khoảng thời gian rất nhiều đảng cách mạng quốc gia Việt Nam được hình thành, nên đa số bị ảnh hưởng bởi quy tắc cấu trúc và cách hoạt động của Quốc dân đảng Trung Hoa. Đảng Cộng sản Việt Nam thì lại bị áp dụng mô hình của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cũng xuất phát từ mô hình Liên bang Xô Viết. Khi đất nước bị chia đôi, các đảng cách mạng quốc gia chuyển vào miền Nam, và khi miền Nam lọt vào tay Cộng sản lại chuyển sang Hoa Kỳ. Một số đảng cách mạng được thành lập ở Hoa Kỳ sau này cũng sử dụng mô hình Xô Viết. Có thể họ hoàn toàn không biết về điều này. Trong thời kỳ kháng Pháp và đảng cách mạng quốc gia tập hợp chung quanh quốc trưởng Bảo Đại, các tổ chức này mất đi cơ hội đầu tiên để chuyển đổi thành các đảng chính trị. Bước sang giai đoạn Việt Nam Cộng hòa, mô hình đảng Xô Viết vẫn không được thay đổi. Ở Hoa Kỳ, khi chiến tranh lạnh chấm dứt, Cộng sản Đông Âu và Liên Xô sụp đổ, việc đối kháng vũ trang không thể tiếp tục, mô hình vẫn không được chuyển đổi. Hiện nay, trước sự chuyển biến của thế giới và Việt Nam, các đảng cách mạng vẫn tiếp tục duy trì mô hình, chưa có dấu hiệu nào cho thấy họ muốn thay đổi. Đương nhiên, mỗi tổ chức có những đặc điểm khác nhau, xin được vắn tắt nêu lên sự khác biệt chính yếu giữa các đảng chính trị và đảng cách mạng, giúp hiểu được tình trạng đấu tranh chính trị ở hải ngoại, lãnh tụ và lãnh đạo. Hình tượng lãnh tụ luôn được các đảng cách mạng dựng lên làm thước đo cho tổ chức. Điều đáng nói là tất cả các lãnh tụ khi thành lập đảng đều trong lứa tuổi thanh niên, cao nhất là 40 tuổi. Nhưng tầng lớp lãnh đạo các đảng cách mạng ngày nay đều ở độ tuổi cao niên 60 đến 70 tuổi trở lên. Nếu có người trẻ hơn lãnh đạo thì thường thuộc diện cha truyền con nối.
Tuổi tác không phải là vấn đề nếu có sự cạnh tranh quyền lực chính trị một cách công khai và dân chủ như các đảng chính trị ở phương Tây và ở cả Mỹ. Tập trung dân chủ, chống độc tài. Các đảng cách mạng theo mô hình Xô Viết tổ chức theo hàng dọc từ trên xuống dưới theo nguyên tắc tập trung dân chủ, độc tài và nhất nguyên. Mọi thành viên phải tuyệt đối trung thành với đảng, thường xuyên học tập các tài liệu và thi hành các chỉ thị từ trên đưa xuống. Đoàn kết thống nhất chỉ thực hiện với những ai chấp nhận mệnh lệnh của đảng, nếu không sẽ bị sa thải và loại trừ. Các thành viên cấp thấp thường không có cơ hội để đề đạt ý kiến cá nhân của mình. Đảng trở thành một guồng máy, đảng viên trở thành người máy, nghĩ, nói và hành động theo chỉ thị của đảng đề ra. Sức mạnh của đảng dựa trên kỷ luật, sự trung thành và khả năng thực hiện các chỉ thị được tầng lớp lãnh đạo đưa ra. Trong giai đoạn đấu tranh vũ trang cần kỷ luật và bí mật, phương cách tập trung dân chủ giúp các đảng cách mạng hoạt động khá hữu hiệu. Ngược lại, các đảng chính trị sinh hoạt theo thể thức dân chủ dựa trên cương lĩnh và điều lệ dân chủ. Nhờ vậy, lãnh đạo đường lối và chính sách của các đảng chính trị liên tục thay đổi để thích ứng với thời cuộc. Các thành viên gắn bó với nhau dựa trên lý tưởng, đường lối, chính sách, chiến lược và quyền lợi. Các đảng viên không bị đòi hỏi phải trung thành với các đảng, với lãnh đạo, với lãnh tụ, lại còn thường xuyên thách thức quyền lực và tầng lớp lãnh đạo. Đảng viên trẻ hay các đảng viên mới gia nhập nếu có khả năng lãnh đạo, khả năng thuyết phục đa số đều có cơ hội để trở thành lãnh đạo. Đảng viên dễ dàng chuyển sinh hoạt từ một đảng sang đảng khác vẫn được đảng mới trọng dụng và không bị đảng cũ xem là phản đảng. Đảng chính trị đoàn kết thống nhất theo hàng ngang và từ dưới lên trên bằng cách thương lượng đưa ra nhóm lãnh đạo và đường lối thích ứng với từng thời kỳ. Các phe cánh trong đảng luôn công khai tranh luận về đường lối và chính sách của đảng. Khi có mâu thuẫn, đảng chính trị không tìm cách loại trừ nhau mà phải giải quyết bằng cách thương lượng hay lấy phiếu quyết định của tất cả mọi người một cách dân chủ. Còn với đảng cách mạng, đảng viên đảng cách mạng thường mang tâm lý ngụy biện, phủ nhận trách nhiệm cá nhân, tuyên truyền dối trá, thậm chí còn bảo vệ tội ác của tầng lớp lãnh đạo. Các đảng cách mạng dùng tuyên truyền để định hướng dư luận, nắm quần chúng, tạo thời cơ cầm quyền. Các đảng cách mạng xây dựng những phong trào, những tổ chức quần chúng làm cái tay nối dài cho đảng. Khi có thực lực, đảng cách mạng biến các tổ chức dân sự độc lập, các cộng đồng thành các cánh tay nối dài của đảng, gây tình trạng bất đoàn kết và phân hóa trong cộng đồng. Các đảng cách mạng nghiêng về việc vũ trang cướp và nắm chính quyền như Đảng Cộng sản Việt Nam, nên sẵn sàng sử dụng mọi phương cách và phương tiện để tiêu diệt kẻ thù. Khi nắm được chính quyền, thường trở thành một đảng độc tài toàn trị. Các đảng cách mạng khó lập liên minh và nếu có liên minh đều lỏng lẻo chỉ trong giai đoạn ngắn hay trong một vài công tác nhất định. Về lâu về dài, văn hóa cách mạng ăn sâu vào tiềm thức nên cần nhận thức thật mạnh mẽ của cả tập thể mới thay đổi được. Còn đối với đảng chính trị, nhờ công khai minh bạch và dân chủ, các đảng chính trị liên tục tìm hiểu nguyện vọng quần chúng, nguyện vọng thành viên để đề ra những chính sách thích hợp nhất trong mỗi giai đoạn cạnh tranh với nhau để được cầm quyền. Các đảng chính trị luôn quan tâm đến các phong trào độc lập, các tổ chức dân sự, lắng nghe nguyện vọng và thuyết phục quần chúng, dồn phiếu cho chúng mình, cho chính mình. Mục tiêu cao nhất của các đảng chính trị là được cầm quyền bằng lá phiếu cử tri qua các cuộc bầu cử tự do. Bởi thế, mọi thành viên đảng chính trị luôn luôn đổi mới bản thân bằng cách học hỏi và thay đổi liên tục. Sự liên tục thay đổi tạo nên sức mạnh cho các đảng chính trị và dẫn đến sự không ngừng phát triển của đảng và đất nước. Khác với đảng cách mạng luôn cố nặn ra hình ảnh của kẻ thù, đảng chính trị có liên minh và đối thủ rất rõ ràng. Các đảng chính trị thường tạo liên minh bền vững bằng cách tự điều chỉnh chính sách và quyền lợi, tránh những mâu thuẫn gây rạn nứt giữa các đảng với nhau. Một thể chế tự do và dân chủ chỉ có thể thiết lập và phát triển dựa trên các đảng chính trị.
Người Việt trong nước chưa có cơ hội tham gia các tổ chức chính trị cũng như chưa có kinh nghiệm sinh hoạt chính trị dân chủ. Khi Việt Nam thay đổi sẽ vô cùng khó khăn cho những người dám đứng ra nhận lãnh trách nhiệm điều hành đất nước. Đáng tiếc, nhiều tổ chức đấu tranh thành lập và sinh hoạt chính yếu ở Mỹ nhưng cách sinh hoạt và văn hóa không khác gì Đảng Cộng sản Việt Nam. Thế giới và Việt Nam đang chuyển đổi nếu các đảng cách mạng không chấp nhận chuyển biến thành các đảng chính trị sẽ trở thành đảng phản cách mạng bị lịch sử đào thải. Tình hình thế giới đang biến động, tình hình Việt Nam cũng phải thay đổi, để đã chọn sai đường thì đi hướng nào cũng vẫn sai, đổi mới là cách nào cũng vẫn lỗi thời. Nhận ra con đường mình đi sai, chọn con đường mới chính là hành động cách mạng. Những người đang sửa soạn thành lập một đảng hay cố ý muốn ra lập một đảng cần hết sức thận trọng để tránh rơi vào con đường cách mạng theo mô hình Xô Viết đã lỗi thời. Cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Vừa rồi là bài viết của Nguyễn Quang Duy, bài viết được viết từ Melbourne, Úc Đại Lợi, ngày 22 tháng 9 năm 2019. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn. Hãy để lại những lời bình luận góp ý để giúp chúng tôi thực hiện các chương trình tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.